tên gọi của nhóm nhạc được tìm ra từ sâu thực tế. Under 19 là một TSE9. Lên sóng từ tháng 11 năm 2018, sâu thực tế dành cho những thực tập sinh dưới 19 tuổi, Under 19, cuối cùng cũng đi đến hồi kết với việc tìm ra 9 gương mặt chiến thắng cho nhóm nhạc tuổi teen 1 TSE9. Lee Seung Hwan là thành viên đầu tiên được chọn. Em không nghĩ rằng đây là kết thúc mà là một khởi đầu mới, vì vậy em sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đền đáp lại tình yêu mà mọi người đã dành cho em. Vị trí số 1 người sẽ đảm nhận vai trò center là cuộc cạnh tranh giữa hai thí sinh Jeon Joy-eum và Jung Jin-sung, với phần thắng nghiêng về Jeon Joy-eum. Thành viên cuối cùng được chọn trong top 9 là Kim Jun-seo. 9 thành viên 1 TSE9 trong đêm chung kết 1 TSE9 gồm 9 thành viên, người nhỏ tuổi nhất chỉ mới 14, còn anh cả của nhóm vừa tròn 18 tuổi. Vị trí số 1 thuộc về Jeon Joy-eum, anh cũng đảm nhận vai trò center 2, Jung Jin-sung 3, Kim Tae-woo 4, Shin Ye-chan 5, Jeong Tae-kyu 6, Yoo Yong-ha 7, Park Sung-hoon 8, Lee Seung-hwan 9, Kim Jun-seo.